Vâng, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ có một video chia sẻ thú vị về cái mình mới khám phá ra một cái quy tắc về toán học rất là hay. Nó mang tính chất thú vị là chính. Thì nó bây giờ thì kỷ nguyên công nghệ thông tin thì cái khả năng tính toán của con người nó đã rất là cao nhờ máy tính rồi. Chúng ta chắc là cái quy tắc này nó chỉ mang tính dạy, tính tham khảo để chúng ta thấy được cái sự thú vị này mà chưa ai phát hiện ra. Bây giờ các bạn tập trung lên bảng để chúng ta xem nhé. Và trước khi viết vào trên bảng thì mình sẽ nói là quy tắc này nó liên quan đến số 9 và liên quan đến toán học. Những con số ngược nhau sẽ rất là thú vị. Và nào các bạn chú ý lên bảng đi. Và bây giờ các bạn tập trung chú ý lên cái bảng mình có viết sẵn, trợ lý của mình viết sẵn trên bảng rồi. Thì cái phát hiện này nó không chỉ liên quan đến hai con số mà 3, 4 hoặc là 5 mà rất là nhiều số đều có thể dùng cái cách này để tính ra. Cái này thì tất nhiên chúng ta tính máy tính cũng được, nhưng mà đây gọi là có thể là định lý về toán học, rất là đơn giản nhưng mà nó rất là thú vị. Rồi bây giờ chúng ta tập trung nhé. Mình có hai chữ số là chúng ta sẽ viết theo cái biến số là AB. Thì chúng ta có số ngược của AB là BA. Ví dụ for example thì 52 thì số ngược là 25. Thì muốn tính cái hiệu số giữa 52 trừ cho 25 này thì tất nhiên chúng ta bấm máy tính thì ra liền. Nhưng mà cái cách tính rất là dễ là chúng ta sẽ lấy hiệu số của 5 trừ cho 2 là sẽ bằng 3. 5 trừ cho 2. Rồi đóng mở ngoặc. Giờ chúng ta nhân với 9 là nó sẽ ra là 9 nhân 3 27. Đó là cách tính này là chúng ta sẽ lấy hệ số giữa A trừ cho B. Đóng mở ngoặc, chúng ta nhân với 9. Đó, có nghĩa là AB trừ cho BA nó sẽ bằng A trừ B nhân với 9. Rồi vậy là chúng ta sẽ có cái bộ quy tắc cho nó là AB trừ BA bằng A trừ B nhân với 9. Thì cái này là quy tắc dành cho hai số. Thì mình lấy một cái ví dụ để cho cái số lớn hơn nhé. Ví dụ là số 91. Rồi, nó sẽ trừ cho số 19. 19 là số ngược của số 91. Rồi, chúng ta sẽ thấy số hiệu số giữa số 9 và số 1 là 8. Thì chúng ta sẽ lấy 8 nhân với số 9. Số 9 là hàng số rồi nha. Nó sẽ bằng 9 nhân với 8. Rồi bây giờ chúng ta được ra cái hiệu số giữa 9 trừ 1 là bằng 8. Thì chúng ta sẽ lấy 8 nhân với hàng số là số 9. Rồi chúng ta lấy 8 nhân với hàng số là số 9 là sẽ ra là 72. Đó, rồi các bạn thấy rất là dù có nhiều số thì nó vẫn phải nhân với 9. Nhưng mà chúng ta lưu ý là cái quy tắc này dành cho hai chữ số thôi. Hàng số là số 9 nha. Rồi. Thì nếu như âm nó cũng vậy, ví dụ như chúng ta lại đổi ngược lại thành 19 và 91 thì chúng ta sẽ ra cái hiệu số là 1 trừ cho 9 bằng âm 8 thì nó cũng sinh âm 72. Nó đều quy tắc này nó không phân biệt cả số âm số dương, đều đúng cả. Rồi thì đây là hai chữ số. Bây giờ chúng ta bắt đầu qua phần ba chữ số nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm các cái ví dụ về ba chữ số. Thì mình có viết lên là ABC và CBA. Đây là các cái biến số để mình ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Còn cái hàng số để chúng ta tính theo cái cách ba chữ số này là hàng số 99. Rồi bây giờ một ví dụ. Mình cho ví dụ là số 321 và số ngược của 321 là 123. Thì
321 trừ cho 123 nó sẽ ra bao nhiêu? Mình sẽ lấy cái hằng số 99, nó sẽ nhân với cái hiệu số giữa số đầu và số đuôi của số 321, có nghĩa là mình nhân với cho cái hiệu số giữa A và C thì 3 trừ cho 1 là 2, 99 nhân 2 là chúng ta sẽ có ra được 198. Lấy 3 trừ 1. Chúng ta sẽ có cái hiệu số giữa số 3 và số 1 là 3 trừ 1 là bằng 2, là nhân với 99 thì nó sẽ ra là 198 là kết quả giữa cái số ngược này. Thì mình đã tìm ra được cái hằng số để chúng ta tính cái kết quả cho ba số ngược, là chúng ta sẽ lấy cái hiệu số giữa hai số A trừ cho C nhân với 99. Như cái ví dụ này là 2 nhân với 99 là ra 198. Và nó luôn luôn đúng với tất cả các số trong vòng trong ba chữ số nha các bạn. Bây giờ chúng ta thử ví dụ một cái số lớn hơn khác. Rồi cái ví dụ 2 mình đã viết sẵn lên đây là nó sẽ 981. Số ngược của 981 là 189 thì cái hiệu số các bạn sẽ thấy là 981 là sẽ có hiệu số là 9 trừ cho 1 là ra 8. Thì chúng ta sẽ nhân với cái hằng số mặc định của để cách tính ba chữ số này là hằng số 99 thì ra 792. Các bạn thử bấm máy tính để đây là mình đang bấm sẵn đây. Đây 981 trừ cho 189 là 792 đây. Rồi như vậy chúng ta sẽ có cái quy tắc, mình sẽ viết cái quy tắc luôn cho cái này. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái quy tắc dành cho bốn số nó ngược nhau. Thì mình sẽ có a x y b, thì bốn số ngược của a x y b là b x y a, thì nó ví dụ cho các bạn dễ hiểu hơn là số 9281 thì số ngược của 9281 là 1289. Thì các bạn có thể thấy là 9281 là chúng ta lấy số đầu là 9 và số đuôi là 1 trừ trừ cho nhau, 9 trừ cho 1 thì ra số 8. Thì muốn tính hiệu số giữa 9281 trừ đi 1289 thì sẽ ra là chúng ta sẽ lấy 8 nhân với 3 số 9 là bằng 7992. Đây là ví dụ. Thì từ đó chúng ta đúc kết ra một cái quy tắc là AXIB trừ BXIA nó sẽ bằng A trừ B nhân với 999. Và cũng như vậy thì chúng ta tính lên 5 số. Và bây giờ mình có cái cho 5 số thì 5 số nó cũng cách tính như vậy. Chúng ta có a x y z b trừ cho b x y z a thì nó sẽ bằng a trừ cho b nhân với 4 số 9. Có nghĩa là khi 5 số thì chúng ta sẽ nhân với 4 số 9. Khi 6 số thì chúng ta sẽ nhân với 5 số 9. Cứ như vậy cứ lên thì cái số 9 nó sẽ lên lần. Thì cho một cái ví dụ là 8 4 3 2 1 trừ đi 1 4 3 2 8 là sao, nó sẽ bằng 8 trừ 1 nhân với 4 số 9. Và kết quả của cái phép tính này là 8 4 3 2 1 trừ 1 4 3 2 8 nó bằng 69.993. Thì để mình tính cái 8 trừ 1 nhân với 4 số 9 đó nha. Các bạn nhớ là 69.993. Thì chúng ta có 7 nhân với 9999. Đó. Các bạn thấy là nó cộng ra 6.993. À 6 à, đúng rồi, 6.993. À, xin lỗi, 69.993. Rồi. Như vậy là cái quy tắc nó luôn đúng với mọi cái số ngược nhau. Cái này thì ví dụ thôi, bạn thử tính là tất cả các số đều nó đúng như vậy. Chúng ta lên 6 số thì chúng ta nhân với 5 số 9, lên 7 số thì chúng ta nhân với 6 số 9 như vậy. Rồi các bạn thắc mắc là tại sao khi mình đổi chiều nó thì cái những cái số ở giữa mình không có đổi chiều, không có đổi ngược lại cho nhau. Thì cái quy tắc này mình cũng có mở rộng ra cái phần đó, nhưng mình sẽ có một cái video sau cho các bạn biết. Bây giờ mình sẽ có quy tắc mở rộng cho cái bốn số trước. Chúng ta thấy là a x y b và b x y a. Bây giờ chúng ta không a x y b, không b, nó không thành b x y a nữa, mà a x y b nó sẽ thành là b y x a.
Đây bây giờ chúng ta có cái quy tắc của cái bốn số mà nó theo thứ tự. Có nghĩa là A X Y B nó sẽ thành là B A X A. Thì cái quy tắc của nó là A X Y B trừ cho B Y X A nó sẽ bằng A trừ B nhân với 999 cộng X trừ Y nhân với 90. Cho một cái ví dụ. Đây là cái ví dụ của mình, 5421 trừ cho 1245 thì nó sẽ bằng là 5 trừ 1 là bằng 4 nhân với 4 số 9 à, nhân với 3 số 9, xin lỗi, cộng 4 trừ 2 nhân với 90. 4 trừ 2 là hai cái số ở giữa. Thì chúng ta sẽ bây giờ chúng ta tính trước cái hiệu của 5421 trừ 1245 này là ra 4176 nha các bạn, nhớ là 4176 nhé. Bây giờ mình tính cái theo cái quy tắc của mình tính cho nó nhanh. 4 nhân với 999. 4 là từ cái 5, nó có được nhờ cái 5 trừ 1. Cộng cho 4 trừ 2 nhân 90 thì chúng ta tính luôn là 180 đi. 180. Đây nó ra 4176. Ok, đó là cái quy tắc dành cho cái bốn số mà nó ngược nhau, nó theo thứ tự A X Y B thì sẽ có B A X A. Thì nếu ngược theo thế này thì chúng ta phải có hằng số là 999 và hằng số là 90 nữa, hai cái hằng số luôn. Thì có nghĩa là constant ta là bằng 999 và constant 90. Như vậy là mình đã cái video này mình đã tổng hợp được các cái phát hiện mới thật lý thú của mình về cái sự liên quan giữa các con số ngược nhau, và nó ra những cái cách tính rất là hay. Và mỗi cái số ngược nhau nó sẽ có một cái hằng số. Chúng ta có hai số thì hằng số là số 9, ba số thì hằng số là 2 số 9, bốn số thì hằng số là 3 số 9, cứ như vậy tăng dần lên. Thì các bạn nên nhớ rằng là tất cả các số mà chúng ta tính theo ngược nhau này thì những cái số ở giữa chúng ta sẽ không ngược. Ví dụ như là 4321 thì chúng ta sẽ là 1234, 1324 xin lỗi. Thì những cái càng lên thì cũng như vậy. Nhưng mà cái riêng cái về bốn số thì mình có riêng cái triển khai là theo cái hướng thuận như này, AXIB thành là BIXA. Rồi thì tổng hợp những cái trên, chúng ta có một cái hàng số như vậy. Có nghĩa là hàng số cho từng cái quy tắc nha các bạn. Hàng số cho hai chữ số, hàng số cho ba chữ số, hàng số cho bốn chữ số. Cho bốn chữ số cứ càng nhiều lên thì hàng số số 9 nó càng tăng. Hai chữ số thì một chữ số 9, ba chữ số thì hàng số là hai số 9, bốn chữ số là hàng số là ba số 9. Nếu như vậy thì chúng ta tính ra. Và cái quy tắc bất di bất dịch ở đây là chúng ta sẽ lấy cái số đầu trừ số cuối nhân với hàng số. Chúng ta thấy là ba chữ số này, bốn chữ số này là chúng ta lấy A trừ cho B nhân với ba con số 9. Thì bốn chữ số, năm chữ số thì A trừ B nhân bốn số 9. Cứ như vậy mà tiến lên thôi. Nhưng mà ta lưu ý đúng cái quy tắc này thì những cái số ở giữa chúng ta không có thay đổi nhé. Ví dụ 5421 thì chúng ta thành là 1425. Còn nếu chúng ta thay đổi theo ấy, theo thứ tự này nữa, giống như cái ví dụ này, 5421 thành 1245 thì chúng ta sẽ có một cái hàng số mới xuất hiện là 90. Và khi ấy thì chúng ta lại lấy cái số đầu trừ số cuối và cái số hai số ở giữa cũng số đầu trừ số cuối của hai số ở giữa, ta nhân xong chúng ta cộng lại như thế này. Ok, có lẽ là càng về sau cái số nó hơi nhiều thì các bạn xem sẽ hơi bị rối, nhưng bạn chú ý vào những cái công thức đây thì bạn sẽ hiểu. Như vậy là mình kết thúc cái video về cái phát hiện lý thú này. Bạn nào thấy thú vị thì hãy chia sẻ cho mọi người khác cùng biết. Lưu ý là video này được đăng lên hôm nay là ngày 18 tháng 4. Lúc bây giờ mình mới quay xong, bây giờ mình đăng luôn lên. Năm 2000
2019. Rồi. Cảm ơn các bạn. Rồi, một điều hết sức thú vị, sau những cái công thức trên bảng mình ghi để cách tính cái hiệu số giữa các số ngược thì có một điều thú vị còn hơn rất là nhiều, đó là tất cả các số ngược nhau nó đều chia hết cho 9, từ 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 hoặc là lên 5 số, lên 6 số. Các bạn thì thấy chúng ta lấy, chúng ta trừ, trừ ra, sau đó chúng ta chia cho 9, nó đều chia hết. Rồi, bạn nào xem video này thấy bổ ích thì hãy chia sẻ cho mọi người khác cùng biết, cùng lan truyền nhau để biết là có một cái phát hiện thú vị được một người Việt Nam phát hiện ra về toán học. Và cuối cùng thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Mình là Nguyên Hùng, đến từ kênh Nguyên Hùng Audio.